Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Giới thiệu cho anh em một bộ truyện cực kỳ hay đi. Bộ này nói về một đặc chủng bệnh truyền cảm tới thế giới tu tiên. Anh em yêu mến thì nhớ like, đăng ký kênh thật nhiệt tình nhé. Tôi là một đặc chủng bệnh Lan Sào. Lan Sào là đặc lang đã nhảy dù. Lặp lại một lần nữa, độc lang đã nhảy dù rồi. Tự nhiên là trở thành cái vị hồn phu của người khác. Lại còn là một vị hồn phu từ trên trời rơi xuống. Lẽ nào còn có thể từ trên trời rơi xuống một vị hồn phu hay sao? Bây xuyên không chỉ tàn nguyên hồn, còn có thể tàn một người vợ hay sao? Chỉ là nguyên hồn được tàn hình như không ổn cho lắm. Trong mắt người thường, thì con cá nhỏ không có phẩm cấp đó thì căn bản không đáng được xem trọng. Mình khó gã như vậy phải liên lụy cùng với một người vợ mang rời như vậy sao? Ôi, người vợ thì cũng được tặng. Có điều là một đàn chúng mình thì nguyên hồn và vợ thì tôi đều còn hết. Bản thân người mang rễ tuần sân sành ngát, nỗi sát đôi đầu. Cái nỗi sát đôi đầu, âm khí tầng bình, quân thì xanh lá. Ôi, cái thế giới ở nguyên hồn tôi chính là kê chép hóa rồng. Xong cái phần giới thiệu rồi. Vào phần cốt truyện đây. Hàng xối. Độc lang đã nhảy dù rồi. Đã nhảy dù rồi. Lặp lại. Độc lang đã nhảy dù rồi. Hàng xối đã thả trang bị kho. Lặp lại đã thả kho trang bị. Hàng xối, tín hiệu của độc lang đã biến mất rồi. Lặp lại, tín hiệu của độc lang đã đột nhiên biến mất rồi. Tín hiệu kho trang bị cũng đột nhiên biến mất luôn rồi. Tín hiệu kho trang bị đột nhiên biến mất rồi. Lặp lại. Ý, giết tôi. Ai? Tôi là Vương Thắng, Vương Bài xạ thủ. Bị hiệu là độc lang, đang tiến hành diễn tập nhảy dù. Nhưng bây giờ tình hình là sao đây? Xin lỗi, đây là cấm địa của Tống gia. Nguyên hồn bên trong cũng là do lão tổ tông Tống gia bồi dưỡng. Người mạo phạm thì cướp đoạt ư? Tống Yên, ta dám bắt cả người sống vào cấm địa của nhà người đã là cái gì chứ? Đợi ngươi trở thành người của ta, thì đồ của nhà người cũng chính là đồ của ta. Còn phân Tống gia đới cái gì nữa chứ? Ngoan, nói cho ta biết. Hơn 100 nguyên hồn, cái nào mới là các người dốc sức bồi dưỡng gì? Ta có vị hồn phù đó, ngươi dám động đến ta thì không sợ vị hồn phù của ta và thế lực gia tộc của hắn ư? Ồ, vị hồn phù của ngươi. Ngươi bảo hắn ra đi. Ngươi nghĩ ta dựa vào may mắn tìm ra được cấm địa nhà ngươi ư? Ngươi. Bảy vị trưởng lão tông già, có hai người đã cắn cầu câu kết hết với đứa già rồi. Ngươi có bị hồn phù hay không? Ta còn không biết ư? Lẽ nào vị hồn phù của ngươi từ trên trời rơi xuống ư? Hả? Úi, chuyện gì vậy? Trời đất, đúng thật là từ trên trời rơi xuống. Tập nhi dù nhảy phát xuyên không luôn. Đây là đâu? Cá thần tinh. Đây là cá chép sao? Sao lại điên cuồng như vậy? Có ăn thịt đồng loại nữa. Cái tình hình quý gì đây? Vẫn nên tranh thủ rời khỏi đây hết sớm thì vẫn hơn. Mau. Đây là núi cá ăn thịt người sao?
Cái lão tổ tông Tống gia tức là cái lòng tốt đấy. Nghiêng hồn chiếm đồ lợn nhậu thì thành sao? Điều này ngược lại thú vị đấy chứ. Nguyên hồn hình như không phải khái niệm của địa cầu. Nói ra thì trang phục của mấy người này rất là cổ xưa. Đó là những vũ khí khác nhau, không phải là đang cosplay chứ. Xem ra tình hình đã bị đưa tới một thế giới khác rồi. Người từ đâu rơi xuống vậy? Hả? Ở cái nơi này, ngay cả một cái cây cao to tí cũng không có. Người đến từ đâu? À, cái này tôi... Được, đây chính là nguyên hồn siêu cấp của Tống gia, chuyên tâm đào tạo nên. Hơi thở phi phàm quả nhiên là môn đồ tốt. Đi thu nó lại đi. Tuân lệnh. Nghiêm súc. Xem chiếu ta đi. Ừ? Màu đen. Thiêu già, màu đen. Quả nhiên là cửu tinh nghi hồn. Được. Thở tiếp về. Ngay lập tức đưa luyện hồn sự đợi nhân vì đỡ già. Tông Yên, giữ lại những người khác thì giết toàn bộ. Giết à? Lên đồng. Một viên. Đây, thiếu già. Chuyện gì đã xảy ra? Thiếu già. Người... Chết. Không phải 4 giây so với phản ứng thường nhanh hơn không phải 1 giây. Có tiến bộ. Thiếu già đã chết rồi. Hôm nay nếu như không lấy được đấu của bọn họ vì giao nộp thì hậu quả của chúng ta tính nào mọi người đều biết rồi chứ. Giết. Hay. Dạ. Hứ. Dạ. Giết. Lão Ngư Thúc. Tập 2. Nguyên Hồ. Tiểu thư à? Tiểu thư cứ gọi cô già, ta lập tức sẽ đi bẩm báo với vị trưởng lão. Hả? Cô già? Lão Ngư Thúc à? Lấy nào ta? Người tên trời rơi xuống kia dễ dàng giết được một đối hoàng. Quả thực là một đối tượng đáng để lôi kéo. Nhưng mà mình khó gã như vậy, phải gì dựa với một người mang rợ như vậy sao? Bản thân người mang rợ nè, đôi cái nồi sắt thì đôi đầu, toàn thân thì sành ngắt, ám khí thì thần bí, quân thì xanh lá cây. Nè, quả nhiên là người mang rợ, ngay cả đồ của người chết cũng còn. Khi này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Miêu tả một cách ngắn gọn mà nhanh nhất, gồm 70 chữ nói cho tôi biết. Thiếu chủ đỡ già luôn muốn cướp món đồ trên tay của ta. Và trong nhà ta, ngươi xuất hiện rồi đánh chết đế hoàng. Và tùy tung của hắn là như vậy đó. Khi nãy nhưng đang có chết đó, cái chép đó là như thế nào vậy? Là thứ mà các người luôn nói nguyên hồn. Đúng là nguyên hồn. Có thể hút lấy linh khí tu hành cao cấp nhất là màu đen cố tinh. Người khi nãy rơi xuống nước thì đã nhìn thấy rồi. Đã thu được một con cá thuộc vào không nhập lưu, không có phẩm cấp. Vậy vì sao?
tư chất lại không hề đại diện cho thực lực. Người quỳ cao cũng chưa chắc đã thi được điểm cao. Người quỳ thấp thì cũng chưa chắc gì là học sinh kém. Không nhập lời xếp hạng của nghi hồ. Nói nhìn như vậy thì ta vẫn chưa biết tên của người. Ta tên là Tống Yên, là em gái họ hàng xa của Tống Gia Thường làm trấn. Tôi tên là Vương Thắng. Các người không có lễ nghĩa như thế này ư? Tưởng là bác tì được gái gì chứ? Không còn sớm nữa, chúng ta trở về Thường làm trấn trước đi. Thực ra tôi vẫn còn một câu hỏi. Có vị vị thúc đó biết đến nhau như vậy, tại sao lại không ra tay sớm đi? Như vậy thì sẽ không tổn thất mất một nghiêng hồn cửu tình. Có luyện hồn sư và thất thiết về ở đây. Ở đó thì chúng tôi ra tay sẽ còn chết thảm hơn. Chúng tôi đến nơi rồi. Nơi này là Thường làm Tống gia. Ở cái nơi giàu có như vậy mà còn chỉ có một trấn nhỏ ư? Thường làm trấn chỉ là một khoảng 10 vạn người, không tính là to lớn gì. Đến đây ta dẫn người đứng lại. Yên tiểu thư, Tống gia ta tốt xấu gì cũng là danh gia dòng tộc. Cô dẫu sao có thể tùy tiện dẫn một người mang rượu không rõ rõ vào nhà chứ? Là quan gia, người này sao có thể là người mang rượu lại lời không rõ ràng chứ? Anh ta là sẽ phá hủy thần phận của cụ đấy. Y tiểu thư à, không phải là ta nói cụ đừng ở cùng với mấy cái tên đầu đường xó chợ này. Ông nói cái gì? Anh ta là vị hồn thu của ta. Vị hôn phú. Y tiểu thư, cô mang một tên đàn ông bên ngoài trở về. Đúng không phải là muốn nói những lời này lừa dối ta từ sao? Tống gia ta từ khi nào lại có tới một vị hôn phu rồi? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Còn nên lấy cái danh nghĩa vị hôn phu để chàng ép ta sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết má vương gia ta lợi hại như thế nào. Hả? Nói nhiều. Nơi này rốt cuộc là Tống gia hay là Lâm gia? Chỉ là một con chó canh cửa mà cũng dám chế nhạo chủ nhân sao? Phản rồi, ngươi là phản sao? Ngươi là cái quái gì chứ? Ngay cả lão già cũng phải khách sáo với ta. Ồ, khách sáo sao? Khách sáo nè. Rận của mình. Ai ta giết chết ngươi. Ây da. Ông muốn giết ai? Hắn thực sự sẽ giết ta. Biểu cụ già tha mạng tuy nhận có mắt như một đã mạo phạm biểu cụ già. Ồ, hết hồn. Chẳng có chút khí phách nào cả. Đúng, biểu cụ già gì phải. Ta cùng lắm chỉ là một con chó của Tống già, còn gì phải khí phách chứ. Không tội, chỗ này đi. Được thôi, tôi sao cũng được. Bị cô nương thích là được rồi. Vậy tiểu nhân cáo lui trước đây. Dương Thắng, món nợ hôm nay sau này ta nhất định sẽ đòi lại. Chết chật, đúng là thủ hào thần sĩ tứ bạn chủ nghĩa. Này, nói cái gì thế? Mau đi tắm rửa thay đồ đi. Còn cái mặt nhèm nhố kia của người nữa, mau rửa sạch sẽ đi. Nhà vệ sinh như cái lò mối gì. Thật là anh Tuấn. Tiếc là tóc ngắn quá. Cái này không quan trọng. Tôi muốn biết thêm về nguyên hồn. Được thôi. Nè, rót nước cẩn thận chứ. Tràn hết rồi nè. Nguyên hồn thực ra là một loại hình thái đặc biệt.
mà yêu thú sau khi chết, linh hồn của chúng hình thành. Sau khi nghe hồn dung hợp với chủ nhân, có thể dựa vào chủng loại bản thân yêu thú để thăng cấp. Thăng cấp một lần là nhất tình, nguyên hồn thì có thể thăng cấp cao nhất 9 lần, khi đó chính là cựu tình. Tuy nhiên, nếu như nguyên hồn nào không thể thăng cấp, dù chỉ một lần, chính là bất nhập lưu. Mỗi một lần nguyên hồn thăng cấp đều sẽ tăng lên 9 khí huyết, số lượng không giống nhau. Khuyết hiểu thì càng nhiều thì tốc độ hấp thu linh khí sẽ càng nhanh. Do đó, số lần nguyên hồn thăng cấp càng nhiều thì số lần khí huyết sẽ càng nhiều, tiềm lực và tư chất cũng sẽ tăng lên. Ồ, vậy tàn hồn là thế nào? Nó sẽ luôn luôn duy trì như vậy sao? Vấn đề tàn hồn cũng không lớn, thứ được gọi là tàn hồn chính là tất cả những thứ nguyên hồn thiếu. Dùng những đan dược như bò nghiền đan, cố nghiền đan là có thể bù đắp bôi dưỡng chất tàn hồn rồi, khiến cho nó trở thành nguyên hồn bình thường. Vậy làm sao để tu thành nguyên hồn? Sau khi liên kết thì ý thức sẽ đi vào không gian của nguyên hồn, tạo ra hình thái và không gian trưởng cho nguyên hồn. Cùng với điều kiện thăng cấp của nguyên hồn như vậy thì đã hoàn thành bước đầu tiên rồi. Để tôi thử xem có liên kết được hay không. Chuyện không là nhập, đúng là nhập gia tùy tục. Tập 3. Nếu như liên kết với nguyên hồn đơn giản như vậy thì cả thiên hạ này đều là cao thủ nguyên hồn rồi. Sao lại có thể? Không sai. Hơn nữa, người nói Tống Yên đã đem một tên mang rượu về. Tống Thiên Trạch. Cái gì? Là một phế vật bất nhập lưu, nghe chắc chắn chứ? Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chắc chắn cũng 8-9 phần rồi. Ồ, ở Tống gia có ai không biết tên ý của Trạch Thiêu Dạ với tiểu thư Tống Yên? Việc làm này của Tống Yên gần như là chính sĩ, là sĩ nhục ngài. Đủ rồi, ức hiếp người quá đã. Tiền ca bớt giận. Chuyện này cứ giờ cho báo huynh địa bọn ta. Trong vòng 3 ngày bất kể hắn là ai cũng phải ngon ngọn cút khỏi đây. Tống Lễ, Tống Tín và Tống Nghĩa. Được. Lâm quản gia, người mau đi phát tán tin hắn là phế vật bất nhập lầu đi. Trong vòng 1 ngày, ta muốn hắn biến thành trò cười của Thượng Lâm Thành. Đây là không gian nguyên hồn của mình sao? Con cá chép này nhất định chính là nguyên hồn của mình rồi. Đây là cái gì đây? Hình như là Tống Yên, không có nhắc tới. Wow, đây không phải là chiêu mà lão người tốt đó dùng làm bẻ gãy người khác sao? Nhưng mà hình như cái chút không giống. Đường lực của cái bóng này hợp lý hơn, động tác thì cũng ngắn gọn hơn. Đường lực của cái bóng này hợp lý hơn, động tác cũng ngắn gọn hơn nữa. Lẽ nào nó đang dạy mình hấp thụ linh khí? Từ từ hấp thụ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Trong vòng một khắc mà có thể liên kết được với nguyên hồn. Nổi tiếng đã khiến trò linh khí nhập thể rồi. Thế này đúng là làm biết bao nhiêu thiên tài hữu thiện rồi. Đáng tiếc là nguyên hồn bất nhập lâu. Nếu như có thể cao cấp hơn chút thì tiền đồ của người sẽ sáng lạn. Ý? Sao sát bệnh vậy? Người. Sao người lại tỉnh nhanh như vậy? Tôi nhìn thấy có một con cá chép, cũng không có gì đặc biệt. Ngồi dẫn dắt linh khí một lúc thì liền tỉnh rồi. Giống như là sự ưng thăng cấp lên nạp ưng phải bay qua núi cao. Lâm xà thăng cấp lên đàn xà thì phải nhảy qua cái cây lớn. Tất cả các nguyên hồn đều phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể thăng cấp. Mà những núi cao cây lớn này đều chính là điều kiện thăng cấp tạo ra.
ở không gian nguyên hồn. Phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Hoàn thành khởi đầu rồi, vậy thì có thể cấu tạo môi trường sinh trưởng và điều kiện thăng cấp rồi. Thì ra là vậy. Người mặc dù tư chất rất cao, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, cá chép không có điều kiện thăng cấp. Không, đương nhiên là có, cứ để đi xem tôi. Cá chép này sẽ dễ hiến vào lồng mồm. Chấp bậy. Hôm nay bán mấy thứ này vậy để đổi lấy mấy cái viên bồi nguyên đan. Phải mau chóng bổ sung cho tàn hồn trước mới được. Nè, người đó chẳng lẽ là... Cái người tóc ngắn đó nhất định là hắn rồi. Yên tiểu thư sao có thể nhìn trúng người đó chứ? Ấy, hắn có vẻ nhìn phía này kìa. Ôi, sợ gì dơ. Con chỉ là một tên phế vật bớt nhập lâu thôi. Có gì, có thể làm gì chúng ta được chứ? Kỳ lạ. Chuyện nguyên hồn của mình bớt nhập lâu. Chỉ có vài người biết sao bọn họ. Có một số chuyện người nhất định phải ghi nhớ. Đây là một thế giới sức mạnh là trên hết. Đừng để lộ chuyện nguyên hồn bớt nhập lâu. Tất cả mọi người sẽ xem như là phế vật, không có địa vị, không có tiền đồ, không có tương lai. Bọn họ sử dụng ánh mắt cả cao tài thường đó khinh thường hoặc là thương hại để nhìn người. Thậm chí có thể có vài cửa hàng không cho người vào để tránh người làm bẩn địa bàn của họ. Cho dù là đã từng giết đới hoàng, nhưng cũng vậy à. Không sai. Ai tin là người đã từng giết đới hoàng rồi chứ? Hơn... ngươi cũng không thể chứng minh mình đã từng giết đế hoàng. Mà thôi, thế thì câu cũng không được. Tất cả mọi người đều coi thường mình thì mình mới có thể đánh bất ngờ một cách chí mạng được. Cửa tiệm lớn như vậy nhất định là không có thiếu tiền rồi. Xin lỗi, hãy nhường đường. Bảo Khánh Dư, đường không phải là nơi ai có thể vào. Tỳ tử đã soi nghi hụ. Khách quan bất giận. Bình thường thì cửa tiệm sẽ dùng nghiền kính để kiểm tra nghi hụ của ngài, dựa vào cấp bậc để quyết định xem ngài có thể mua hàng hay không. Nhưng mà Bảo Khánh Dư đường của bọn ta không bắt buộc việc này. Ta bảo soi nghi hồn, người ngầm nghe thấy sao? Tương lệnh thiếu gia. Khách quan, ngài bớt giận, không biết ngài có thể... không sao hết, cứ soi đi. Cá chết bớt nhập lưu. Bó nhiên là phế vật bớt nhập liều. Tránh ra. Phế vật, lại dám dành tiểu yên vì ta. Rửa sạch cổ mà đợi đấy cho ta. Ấy, như thế này hắn là ai vậy? Ngài chính là Tống Thiên Trạch của thiếu gia của Tống gia Thượng Lâm, là một nhân vật nổi tiếng ở thành Thượng Lâm thành này. Khách quan à, khoan dung độ lượng, tim nhỏ của chúng tôi có thể động vào người đó được. Nhưng mà ngài tầm đi, Bảo Khánh Dư đường của chúng tôi chỉ buôn bán, không hội xuất thần. Không biết hôm nay khách quan muốn mua bán gì? Xem những thứ này đáng giá bao nhiêu tiền, sau đó đổ hết thành bồi nguyên đan. Ui, đây là bồi nguyên đan của ngài, xin hãy nhận lấy. Ôi, không thể ngờ được bồi nguyên đan của thế giới này vậy mà lại đắt đỏ như vậy. Nhiều bảo bối như vậy mà chỉ đổi được có 10 viên. Cảm ơn ngài đã ủng hộ. Này nói là giống y như là đúng. Nếu như không phải bên người đới hoàng có thất thiết vệ của đái già đi theo, thì người bình thường không có cách nào tiếp cận được. Tiêu nhận nghi ngờ chính là thành kiếm đó. Bí trần châu trên chùa kiếm, thiên hạ còn có hai viên giống nhau như đúc. Chỉ một viên nhỏ thế này mà đã tiêu sạch hết cô cái của mình rồi. Sau khi sử dụng,
Ai. Cảm giác cơ bắp toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Vậy thì đã xem hít đất được nhiều cái. 1, 2, 312, 335, 336, 543, 544, 600 cây trong đẩy, mà 600 cái gặp bụng, 600 cái xà đu, mới vừa cảm thấy hơi mệt chút thôi. Xem ra tác dụng của việc tu luyện nguyên hồn thực sự rất lớn, mới chữa trị không đến 1/5, thể chất đã tăng lên vài phần rồi. Có người vào ư? Thì lực thính lực hình như cũng tăng lên không ít. Một tên phế vật bất nhập lâu cũng dám cấy đồ đối với tiểu thư à? Anh em bọn ta còn không dám nghĩ nữa là đúng vậy đó, hôm nay phải giao hướng hắn. Chú ý chừng mực, đừng có đánh chết người ở Tống gia. Đánh cho hắn biết khó mà lui, cút khỏi Tống gia là được rồi. Dừng. Xem ra đã tới lúc nên giao hướng một số người rồi. Chúng ta đánh du kích mà. Nhẹ thôi chứ. Ý. Hồi chúng ta phải cẩn thận chú. Phía trước là phòng của tên mang rửa đó. Dụi thận. Bụp. Hả? À, cái người làm cái gì thế? Đừng có gây ra tiếng động lớn chứ. Hả? Đến đây làm cái gì? À, bộ ta nghe nói vị hồn phụ của Yên tiểu thư là một tên mang rợ. Bộ ta không phục, muốn dạy dỗ hắn. Ai sao khiến các người Tống Thiên Trạch lại là hắn à? Hôm nay xem như các người may mắn. Nhớ lại mà run. Vậy hết đi với cái tên khốn kiếp. À đây đây ca. Phế vật. Đến mặt của hắn cũng không nhìn thấy. Đã bị ném ở đây. Thế này là thế nào? Vậy chúng ta ăn nói thế nào với tiền ca đây? Ăn nói thế nào đây? Chúng ta mất mặt đến mức này rồi, còn làm cái mặt mũi đi gặp thiền ca nữa. Về nhà cố gắng tu luyện thôi. Thiền ca, hắn không phải phế vật bất nhập lâu gì cả. Ngài phải tự giải quyết rồi. Tập 10 Tống gia. Thiền thiếu gia đến lúc dậy rồi. Đừng có làm loạn để già ngủ thêm một lúc nữa. Không được, hôm nay lão già muốn kiểm tra ngày, làm lỡ thời gian thì đừng có trách ta. Còn ồn nữa, ta sẽ làm nàng ngay tại đây đấy. Ý, đây là từ đâu đến thế này? Ta đã rửa sạch cổ rồi, còn ngươi thì thiên thí già, ngài sao thế? Cút. Cha, cứu con. Cha, cha ơi. Người đã đắc tội với kẻ địch thế nào? Người này im hơi lặng tiếng vào nhà chúng ta, đặt cái tờ giấy này vào cái vị trí hiểm như thế này. Lúc người và ta đang ngủ, thực lực nhất định là không tầm thường. Vậy do tốt cho con trai con. Cha, chúng ta làm sao đây? Con không muốn chết cha. Đứng dậy cho ta. Bắt đầu từ hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Nói là luyện công bị thương ở tay, đừng có ra ngoài gây sự nữa. Liên lạc với Tô Thành, ta muốn rút cuộc hắn có lời lịch thế nào. Mà khác, sau khi dạy dỗ Tống Thiên Trạch và Tàng huynh đệ của Tống gia, thì Vương Thắng cuối cùng cũng đã có vài ngày được yên tĩnh. Mình rất chỉ là hiền. Trong 4 ngày này, thì Vương Thắng đã nuốt hết toàn bộ bồi nguyên đan để luyện tập xong. Cuối cùng cũng đã hoàn thành một nửa công việc tu bổ nguyên hồn.
Đồng thời tổ chức thân thể của Vương Thắng cũng đã tăng lên gấp đôi, hoàn toàn đột phá được luyện tập thường thức của địa cầu. Ngày đó, với thực lực hiện tại của mình và rừng để lục soát không còn là vấn đề nữa, đến lúc lấy lại hộp trang bị rồi. Xem ra, chuyện vài ngày trước vẫn chưa đủ đồ đáng sợ rồi. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Mau đuổi theo. Ấy, đi đâu rồi? Chúng ta trở về thành trận hắn. Ta không tin hắn không quay về. Con cháu nhà giàu là một lũ tồi tệ nha. Vết tích của dấu chân của hắn xem ra đúng là hướng này rồi. Nhưng mà dựa theo vết tích thì cái tên mang rợ kia đã làm gãy cái cành cây chắn đường. Chúng ta cũng nên đi về phía bên này mới đúng. Bên kia có dấu chân qua sông, nhưng lại không có dấu chân quay lại. Nói rõ là hắn đã chạy phía kia, mặc dấu vết của các người chỉ là giả mà thôi. Hai người sai rồi, đi bên này mới đúng chứ. Nơi bậy, ta là thiên tài Tri Tông, sao ta có thể sai được? Đừng có cãi nhau nữa, ta nghe ta nói hắn chắc chắn là chạy qua sông. Cút, người phải nghe theo ta. Tôn là thiên tài. Cách hướng đông vài chục km. Xem ra, hộp trang bị đã rơi vào trong khu vực của yêu thú tập hợp rồi. Phải cẩn thận hơn mới được. Kỳ lạ, hình như hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi côn trùng. Đợi làm rõ lai lịch của tên mang rờ đã, ta nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cái bộ đồ của thằng Men đâu phải dân vừa, thế kỷ 21 mà. Khoa học kỹ thuật mới đúng là xịn mà, bị đập thành như thế này rồi mà vẫn không hờ hững gì cả. Mở. Cô mày ở đây thì tao yên tâm rồi, ông bạn già. Đúng là đồ xịn sò. Ý là hồng bảo thạch. Đúng là người thiền cổ. Phát tài rồi. Bảo thạch này có thể phát sáng như thế này, có thể làm cho mấy cái bà quý phụ nhân kia phải dành đến mắt đỏ luôn. Muốn cướp của ta? Cái gì? Bảo thạch là của ta. Vãi là người thiền cổ mà. Thấy trái bơm hiện giờ mà giành giật, cứ như là bảo vật vậy. Đúng là bảo vật, đúng là bảo vật. Ai là của ta, nó là của ta, cút hết. Xác nhận một cách nói không? Yên lặng đến đáng sợ. Cái gì? Có gì? Thế là... Người rất mạnh. Có nổ mạnh như vậy mà người vẫn sống được. Nói đi, ngươi là ai? Ta và người không thù không oán. Người theo dõi ta, nhất định là làm theo lệnh của người khác. Chủ của người đã nói cho người lợi ích như thế nào, mà lại có thể làm cho người đến lúc chết vì hắn mà kín miệng đến như vậy. Không ngờ người của Vô Thành là như thế này, chết dưới tay của người. Vô Ưu Thành. Phải nhiều người như thế đã theo dõi ta. Xem ra các người chắc là tổ chức thu tiền làm việc xấu gì đó chứ gì. Đoán hay lắm. Nghe nói đới hoàng rất có thể chết ở dưới tay người. Vì thế Tam Trường Lão và Tông Già và Đới Già
của đứa gia đều đến vô thành ở để treo thưởng tìm ngươi để điều tra ngươi. Còn có cả cha con của Tống Thiên Trạch của Tống gia, con muốn tìm người đối phó người. Ngay cả ta là sát thủ cấp mà do Bảo Khánh dư đường mời tới. Được, ta đã nhớ rõ rồi. Cùng ta quy tận đi. Đi chết đi. Không chịu chết. 4. Chịu đựng câu nổ của cái hộp trang bị mà vẫn có thể sống sau khi bị gãy cái tay chân, lại còn có sức mạnh phản kích đến như vậy. Cao thủ của thế giới này đúng là làm cho người khác kinh ngạc mà. Chỉ dựa vào mấy món trang bị này có thể sống được một đoạn thời gian. Nhưng mà đợi đến khi đạn của mình dùng hết thì phải làm sao đây? Không được rồi, mình phải trở nên mạnh hơn, càng nhanh thì càng tốt. Bảo Khánh dưới đường đợi cho ta. Trừ thượng lâm trống bên trong Bảo Khánh dưới đường. À, không biết khách quan có chuyện gì. Ủa? Đây là... Tôi muốn biết các người tìm một cao thủ tạm cấp ở Vô Âu Thành đối phó với ta là ý gì? Ở khách quan tha tuổi, lần trước khách quan bán đồ cho cửa hàng chúng tôi có nhiều thứ mang ký hiệu của đối gia, mà chúng tôi chỉ không muốn dính dáng phiền phức cho nên mới cao thủ điều tra, hoàn toàn không có ác ý. Người phái một tên cao thủ cấp 3 sát thủ, nói là không có ác ý, lừa trẻ con ngư. À, khách quan chưa rõ chuyện ở Vô Âu Thành có phải không? Đúng là sát thủ Vô Âu Thành, nhưng chưa chắc đã nhận nhiệm vụ giết người. Bọn họ sở trường là theo dõi và bảo vệ khách quan. Theo dõi và bảo vệ Vô Âu Thành quá là thú vị. Làm phiền khách quan rồi, bản tiệm vô cùng xin lỗi. Khách quan có việc đưa ra yêu cầu, bốn tiệm cố gắng toàn mãn, coi như là bồi thường 20 viên bồi nguyên đan. Đưa cho ta 20 viên bồi nguyên đan, ta sẽ không trì câu nữa. Nhưng ta không hy vọng có lần sau. Hả? Mau đi lấy 20 viên bồi nguyên đan phẩm chất cao lại đây. Không ngờ chuyện lớn như vậy, hắn chỉ lấy có 20 viên bồi nguyên đan. Ôi may quá, may quá. Hiện tại mình vẫn chưa biết về tiền tệ của thế giới này. À, khách quan đời đã. Sát thủ bài ở Vô Âu là chứng minh năng lực. Sau này ngài còn dùng đến người của Âu Vô Thành thì té tấm thế này có thể giảm giá. Ồ, cũng khá thú vị đấy. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đã tu bổ xong rồi. Lẽ nào đây là hoàn cảnh thần cấp mà Tống Yên nói ư? Nếu như cá chép vượt qua lòng mồm, vậy thì tạo ra cậu khúc hoàng hà trước đã. Thế là trong hải cảnh mà có thể xây dựng núi, đá, nước. Tiếp theo, còn rất nhiều linh khí để cụ thể hóa hoàn cảnh này. Tống Yên đã từng nói nếu như nguyên hồn tu sửa xong thì không cần dùng bồi nguyên đan hấp thụ linh khí nữa. Đã tới lúc tìm công pháp luyện tập rồi. Bảo Khánh Đường chắc là có bán công pháp của bạn chứ? Ra coi, dắt hết ra coi, có con đồng nào không? Ai, chết tiệt. Không còn cái thứ gì đáng tiền cả. Làm sao đây? Việc trước. Vậy thì lần trước tống tiền hắn thờ mấy cái cuốn công pháp có phải là xong không? Bây giờ đã xong chuyện rồi. Ai, đâu có thể tới đòi thơm được. Làm thứ gì đó để đổi lấy tiền mới được. Mình có tiền rồi. Làm việc gì ta nhỉ?
Chào vương công tử, hôm nay có chuyện gì không? Làm với người lạ chi bằng làm với người quen. Nói với trưởng quỹ có vụ ăn làm ăn, có vụ làm ăn lớn. Được được, ta sẽ mời trưởng quỹ. Đây là quà đồ tốt, vị ngọt lại rất thuận, không có tạp chất, ngồi hình thì cũng rất là đẹp, ngon hơn đường. Nầu chúng ta ăn, cái này là gì vậy? Cái này là đường cát trắng, hoặc có thể gọi là đường cát. Đường cát tên hay, tên hay. Bao nhiêu tiền người ra giá đi? Một cái túi nhỏ này đâu đáng bao nhiêu? Tòa muốn bán là kỹ thuật làm đường, phân phối độc quyền, người ra giá đi. Đúng là làm ăn lớn, công tử đợi đã, ta đi mời chủ tới đây. Quà quý khách, khách quý thứ tội. Sau lưng người đàn ông, ta đang nghe nói về vụ làm ăn của khách quan, nhưng có vài điểm nghi vấn, mong có tử giải đáp. Mời nói đi. Đường cát thì trông đẹp, mùi vị cũng tuyệt vời, khác so với đường nâu của chúng ta hay dùng bây giờ. Mà kỹ thuật quý giá như vậy sao công tử không dùng mà lại bán nó lại cho chúng ta? Các người thầy quý, nhưng ta thì không thấy vậy. Ta còn có mối tiết hòa, dầu tinh luyện và hàng vàng từ khác. Hơn nữa, một mình làm thì không có nhân mạch, không có tiền vốn, việc gì phải vất vả chứ. Công tử rất thành ý. Vậy công tử đơn phương độc mã tới đây, không sợ chúng ta xin ý đồ ư? Bảo canh dưới đường còn dành bao nhiêu lâu này, cũng có vài cao thủ. Cao thủ? Ngươi nói là hai cái tên bên ngoài à? Hay là hai cái tên trong phòng kia? Lợi hại. Quả nhiên cái chút bản lĩnh, trong phòng là cao thủ tam trọng cảnh, hắn nhìn ra được, thậm chí ngồi ngần ngay như vậy. Người này nhất định là phải kết giao. Cái thế giới này chắc không ai nghĩ tới, có một thứ được gọi là kính viễn vọng hồng ngoại. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, mong khách quan lượng thứ. Vậy thì chúng ta bàn tới chuyện làm ăn được chưa? Chúng ta mua kỹ thuật đường cát thì khách quan muốn gì? Cứ việc nói. Ta cũng không biết bảo khanh dự các người có gì, các ngươi tự xem đi, hợp ý là được. Bây giờ người chiêm thế chủ động là ta, các ngươi cứ tự tính đi. Được được, đem bảo vật trấn tiệm ra đây cho khách quan xem. Hả? Vâng. Khách quan là người học võ thì chắc chắn là còn một thanh binh khí rất phù hợp. Hãy xem thanh kiếm này có vừa mắt không? Chấp 15. Mặc dù trong vừa mắt hơn cái thanh kiếm Turo nhiều loại, nhưng có vẻ là từng thâm mẫu, nhưng mà mình lại không còn mấy cái thứ này. Mới biết chém sắc như chém bùn. Ta có một thanh đao nhỏ, không biết có thể thử với cái thanh bảo kiếm này không? Tiên sinh cứ vì ra tay. Kiếm thời đại 21 đâu phải dễ chơi. Thanh đao này không có ánh sáng của đao kiếm bình thường. Xem đây. Thế là ây da. À,
Ta lấy thanh kiếm này có điều vẫn chưa đủ. À không, không, không dám, không dám. Chúng ta hiểu biết nồng cạn, đâu có dám để cho tiên sinh nhường nhịn. Không cần phải nói vậy, ít nhất thì còn đàm phán được. Tiên sinh, lần trước ra ngoài đã đem về một cái túi và một cái riêng, chắc là rất quan trọng với tiên sinh. Lần này chúng ta mua được một chiếc nhẫn nạp giới cao cấp nhất. Có thể bỏ vào trong cái túi và cái rương dài của tiên sinh, thì không biết tiên sinh có hứng thú hay không. Nạp giới à? Là pháp bảo không gian ư? Nạp giới là một do loại nạp thạch quý hiếm tạo ra, có thể hình dung như là một không gian tùy thân. Không gian của nó có to có nhỏ. Hơn nữa chiếc nhẫn này là hàng thượng phẩm, có thể bỏ được vào trong túi và chiếc rương của tiên sinh. Hơn nữa thì phải có nguyên hồn của chủ nhận phát động thì mới được, rất an toàn. Wow, cô nói thì trang bị của mình không phải lọ đỡ ở đâu nữa rồi. Trời ơi, khổ sở quá. Chiếc nhẫn này có tạm được, ta cũng không có vòng vo nữa. Cho ta một số công pháp cơ bản có thể dùng được đi. Ồ, công pháp ư? Sau đó thì Vương Thắng học cách sử dụng chiếc nhẫn với sự chỉ đạo của nữ trường quỷ. Thì ra là sử dụng như vậy à. Đồng thời có được công pháp cơ bản do bạn trường quỷ giới thiệu, Hỗn Nguyên Công. Nhẫn thì đeo tay, thông minh thì là đeo cổ. Công pháp cơ bản đúng là chuẩn bị cho mình mà. Đây là đứng thẳng, ngưng thần tịnh khí, sau đó thì tập trung tinh thần ở nguyên hồn, không chế nguyên hồn hấp thụ linh khí. Hỗn Nguyên Công cũng quá đơn giản. Mình đã từng học thái cực Hỗn Nguyên Công ở trái đất, kỹ hơn cái này nữa. Đừng có vội, chuẩn bị cho người đồng đầy đây. Vẫn là không đủ, nếu là thái cực xoay chuyển chắc là nhanh hơn. Hai ngày đã trôi qua. Cũng gần được rồi đó. Đã xuất hiện được cánh cổng. Ở thế giới này, nghĩ là cá chép không có khả năng để thần cấp, nhưng khi cần tin tưởng thì tự khắc mạnh mẽ không phải chuyện khó gì. Cá chép vượt lồng mồm sẽ hóa rồng. Bảo Khánh dư được. Ở một bên khác thì trong khi Vương Thắng đang bế quan ngày thứ 10, thì Bảo Khánh dư đường đã xuất hiện một sản phẩm có tên là Tuyết Đường Sương. Hơn nữa lại nổi tiếng ngay lập tức. Không ít thương hiệu phải dán đi tới Bảo Khánh đường, đi lại thăm dò, cũng là để tạo áp lực. Mà Bảo Khánh dư đường trường quỷ phân tiệm làm đích tặng một chiếc ngục bài gạch quỷ, cộng thêm 10 con tuyết đường sương tới phủ Vương Thắng. Lần này là chuyện Vương Thắng bán thông tin tuyết sương đường cho Bảo Khánh dư đường, ai ai cũng biết. Mà nữ chủ nhân của bọn họ thì đánh một nước cờ cực hay. Bây giờ mình định, mình bị nhiều người nhìn tới rồi, áp lực tăng lên, đành phải tìm bọn họ bảo vệ. Còn gia chủ Tống gia thì dương mắt nhìn quý nhân ở trong phủ dân mối làm ăn hàng vạn đồng vàng cho người ngoài, tức giận vô cùng, lại dành nghĩa tiếp đãi không chu đáo, trừng trị nghiêm khắc những kẻ bất hòa của Vương Thắng. Lúc trước như Lâm Quảng Già, cha con Tống Thiên Trạch, ba huynh đệ Tống Lễ, Tống Nghĩa và Tống Tín. Một bên khác thì luyện sư hồn của đế già, mặc dù bị cao thủ của Tống già chặn lại, trả lời trả giá hy sinh thất thiết vệ, cũng đã đưa cửu tình nguyên hồn về đế già. Mặc dù thiết chủ đế hoàng đã bị giết chết, nhưng so với có được cửu tình nguyên hồn là chuyện lớn, không đáng nhắc tới.
Nhưng đứa già vẫn có người cảm thấy vô cùng đau đớn trước tuyệt vọng trước cái chết của đế hoàng. Thất tinh hồn nguyên hồn tứ trọng đến phòng đế tứ già. Hoàng nhi chết như thế nào? Hoàng thiếu gia đã bị một viên ám ký từ phong ấn bay vào đầu mà chết. Ám ký cái lực đạo rất mạnh, lực phá hồi thì lại rất lớn. Người gỗ đầu óc cũng hơn người thật. Nếu hắn không nương tay, vậy cũng là cùng lắm hắn là tam trọng hậu kỳ, không đáng để ta đích thần ra tay. Người đem theo vài cái tên hồ vợ lần đầu tên lấy đầu tên tiểu tử duy nhất Hoàng Nhi vừa đây cho ta. 17. Ủa lão người thúc à, đừng có như vậy. Đây là thứ người đã đem về à? Ngươi là cháu rể của tổng già, sao lại đem đường đi cho người ngoài? Người ném ta đây không hỏi không rằng 2 tháng, vừa tới đã hỏi tội ta. Ta còn người vườn tháng, ta không phải là người của tổng già. Ta cho ai không cần phải người đồng ý. Chứ dù là đường hay là muối, nếu như muốn thì hãy nghĩ xem ngươi cho ta được gì. Người không giao ra đi thì ngươi không ra khỏi Lâm Thành được đâu. Đừng có tưởng là xử lý được mấy cái tình lầu là thì có thể coi thường người trong thiên hạ. Giết mấy tên tiểu tử lầu là không là gì, nhưng mà ở Lâm Thành này ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Tiểu tử thúi thà bất nhập lầu là dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta, xem ra không dạy dỗ người thì ngươi không biết tôn trọng ta và tiểu thư. Tiểu thư? Sao lại có ý với cái tên tiểu thư ta này chứ? Ta phải hủy bỏ cái bộ mặt của hắn, không mất mạng là được rồi. Giỡn mặt với bố. Tiểu tử được lắm, đây là công phu gì vậy? Dù thu lực thì một quyền cũng đủ nặng ngàn con, sao lại dễ dàng bị hắn đánh xéo như vậy? Cái gì? Đáng chết, chết tiệt, đây là đá pháp gì vậy? Không có nước đánh trả, tiếp tục thế này, mặt mũi của ta biết để đi đâu? Vương Thắng, dừng tay đừng có đánh nữa. Đủ rồi. Chiều công đầu của thế kỷ 21. Lừa người thúc, ta mặc cho hắn đi. Nguyên hồn của hắn không đợi được linh khí tấn công của thúc đâu. Lão người thúc à? À tiểu mạng tử không cần thiết phải như vậy chứ. Là người đã ra tì trước vậy thì đừng có trách ta. À, có gì thì từ từ thương lượng, đừng có làm bừa. Đừng có gọi ta là tiểu mạng tử. Được, ta nhớ rồi, Vương Thắng. Ra tì thức là quả quyết. Đạo của người đột nhiên xuất hiện, dùng nhẫn trữ đồ ở đâu vậy? Lẽ nào dùng được tính đổi? Thật là thông minh. Bảo Khánh dưới đường chịu chi lớn là vì thế. Có muốn bàn chuyện làm ăn nữa hay không thì các người có thứ gì tốt, hoặc là đổi câu đội khác, ngươi có làm chủ được không? Ý ngươi là gì? Vụ làm ăn mấy chục vạn đồng vàng, một biểu tiểu thư như người không làm chủ được. Nhưng thân phận của người là không giống lắm. Nếu như biểu tiểu thư bình thường, với tính cách nhân quỷ của đế hoàng, vậy mà lại ép ngươi phải đồng ý. Còn cái cấm địa của tổng già, một nơi quan trọng như vậy, một biểu tiểu thư như người lại tùy tiện ra vào ư? Không ngờ người đã nghi ngờ thân phận của ta từ lâu. Ta đúng là biểu tiểu thư của thượng làm tổng già, nhưng ta đồng thời cũng là tiểu thư của thiên hạ tổng già gia chủ. Ban đầu chỉ bèo nước gặp nhau nên không nói thẳng với người, mồm ngươi lượng thứ. Không ngờ lại là tiểu thư của gia chủ,
Lai lịch của con hề nhỏ đáng tiếc. Nếu người có tiền nói thì ban đầu đã không bị đới hoàng sỉ nhục như vậy. Cuối cùng cũng không có ai ra tay đứng nói thầy người. Người nói không sai. Vì thế lần này ta tới thực ra không phải là tìm người bàn chuyện làm ăn, mà có một chuyện muốn cầu xin người. Gia tộc thí luyện à? Nếu thông qua ngươi sẽ có tiếng nói ở tổng giả. Hai tháng nay ngươi bận chuyện này có thể nói cụ thể hơn không? Gia tộc thí luyện là truyền thống của thiên hạ tổng giả. Con cháu trực hệ trước khi kế thừa gia nghiệp, không có sự ủng hộ của gia tộc thì chỉ có hai trợ thủ giúp đỡ: giết chết một con yêu thú. Mà đẳng cấp yêu thú trường vào tam trọng cảnh trung kỳ với tam trọng cảnh đỉnh phong thì hai trợ thủ tu vi không được vượt qua tam trọng cảnh trung kỳ. Giết chết yêu thú thì sẽ có được tiếng nói nhất định ở thượng tầng, thậm chí có quyền tham dự lựa chọn gia chủ đời kế tiếp. À đây đã, lão người thúc là tam trọng cảnh trung kỳ ư? Ta nhớ người nói người là nhị trọng cảnh đỉnh phong, còn ta lại không có nội cảnh giới. Ngươi muốn dựa vào ba chút ta đi chết một con yêu thú tam trọng cảnh đỉnh phong, có chắc không phải là tự tìm cho chết không? Ta có nỗi khổ không thể không đi, bỏ lỡ cơ hội này thì ta thật sự sẽ không có cơ hội lật người trong gia tộc nữa rồi. Hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Lần này mục tiêu mà ta chọn là một con thiên nhiễn huyễn độc nhiêm. Theo như tin tình báo thì đầu tháng này nó mới đẻ trứng xong, nghiên khí đại thường. Hơn nữa, nửa tháng nữa nó tới kỳ độc già. Thiên hiển độc nhiệm lục già rất là yếu ớt, không có năng lực phản công. Lúc đó cơ hội tốt của chúng ta, nếu không thành thì chúng ta vẫn đủ thời gian để rút lui. Coi cảm giác gì đó không thỏa đáng. Gia tộc của người muốn ép người, làm sao có thể cho ngươi cơ hội tốt như vậy chứ? Hai tháng trước, ta và lão người thúc đã quan sát nó rồi. Tình hình đúng là như vậy, không có vấn đề gì. Không được, ta phải đích thân đi xem. Chuẩn bị bài bản hết. Ta chuẩn bị xong rồi, xuất phát. Hôm nay mặc váy cỏ, vé mặc cỏ. Bên trong đã có chuẩn bị rồi. Tiêu Yên, ta rất hiếu kỳ. Hả? Tấn công thiên hiển độc nhện mặc dù thủ đoạn tốt nhất là dùng linh khí tấn công, nhưng ta không làm được, vì sao lại chọn ta? Thứ nhất là vì ngươi thường có những ám khí và thủ đoạn kỳ lạ, ta có cảm giác đem theo ngươi chắc chắn sẽ có kỳ tích. Thứ hai, ngôi lão ngươi thúc, người duy nhất ta có thể tin tưởng thì có lẽ chỉ còn người. Thiên hiển độc nhiễm. Cái gì? Chậm chạp quá. Còn cách 10 ngày đường nữa mới tới điểm đến. Khu rừng rộng thế này, cẩn thận bị lạc đó. Tam trọng cảnh đến phòng đúng là lợi hại mà. Chứ dù người đối diện với yêu thú cấp thấp lạ thì cũng không thể mạo hiểm ra tay. Dọc đường còn nhiều thứ cho người học lắm. 19. Nói tới học thì ta luôn có một câu hỏi. Vô thành là nơi nào vậy? Xem ra nhiều chuyện như vậy mà dọc đường có kẻ theo dõi cũng dễ hiểu. Nè, mượn bình trà của ngươi dùng. Vô thành là nơi tập trung cả tất cả những kẻ tội phạm trong thiên hạ. Thực lực của thành chủ thì rất mạnh. Năm đó vô thành mới được xây, hoàng đế bệ hạ và các tộc trưởng đại gia tộc đều thề độc, chỉ còn có người vào vô ô thành thì không được vào đó bắt người. Vì thế nếu như phạm tội truy sát thì cứ chạy về vô ô thành. Vật giá vô thành thì rất cao, chạy vào đó thì phải làm những việc họ sở trường để kiếm sống, giết người. Có vô thành thì chống lưu sát thủ vô ô thành nổi tiếng,
người ngồi thì cũng không dám động đến họ. Đồng thời bọn họ làm nhiệm vụ đều chia điểm số càng cao thì đẳng cấp càng cao, đẳng cấp cao chứng tỏ càng lợi hại, được hưởng nguồn tài nguyên nhiều hơn. Vậy sao? Nói vậy sao không tìm thấy người cao thủ ở vô hành giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ? Còn biết là ai nhẹ nhàng giết chết mấy cái sát thủ của vô thành? Cho dù cũng là nhiệm vụ của gia tộc, người theo hạn chế bỏ tiền mời cao thủ không được. Tiểu thư đã trịnh trọng thừa nhận các trưởng lão thân phận của người thì mới đem theo được đó. Cô già, ta xác nhận lại một chút, lịch luyện này là do người chọn hay là trưởng lão của gia tộc chỉ định? Là tam trưởng lão liên hợp với các trưởng lão khác chỉ định. Sao vậy? Có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tóm lại cứ đi rồi xem. Thẩm thoát mười mấy ngày đã trôi qua. Đây chính là sào huyệt của thiên nhiễm độc nhiễm. Để ta xem nào. Cái gì vậy? Phải dài hơn tới 20 mét. Kinh khủng như vậy, chưa thấy ở trong phim bao giờ. Nhìn ta cái gì? Muốn chết hả mọi? Cái gì? Bị phát hiện rồi. Tam trụ cảnh đến phòng của yêu thú có trực giác mẫn cảm như vậy ư? Đối phó vì nó, Tống Yên này không hề cẩn thận chút nào. Quá nhiên lợi hại. Thiên hiện độc cô nhiệm có vấn đề gì ư? Không có. Ta nghĩ chỉ bằng lo lắng thiên nhiễm độc nhiệm thì ta lo lắng liệu có người nào đó giở trò sau lưng không. Trong gia tộc có một số người không ưa, nhưng cơ hội lục già rất hiếm, phải thử mới biết được. Sao hả ngươi sợ? Ôi, ta mà sợ cái gì chứ. 3 ngày sau, Vương Thắng thay đổi cách tư thế giám sát thiên nhiễm độc nhiệm. Tống lão ngư cũng ở xung quanh kiểm tra địa hình rất là nhiều lần, mà mấy ngày nay xung quanh lại không có bóng dáng một ai. Không biết bọn họ giở trò thế nào được đây. Đây, nó bắt đầu lục gia rồi. Thời cơ đã tới, xuất phá tôi. Ngươi không dùng linh khí tấn công, tìm chỗ nào ra trốn đi. Đúng là ta chỉ trông kỹ, không cần ra tay là tốt lắm rồi. Vài mèn súng gì mà hiện đại quá vậy trời. Ồ, bắt đầu rồi. Không có thực thể đã đủ im ba rồi. Nó có khả năng phục hồi rồi. Không ngờ tốc độ phục hồi của nó nhanh hơn tấn công của chúng ta. Tiếp tục như vậy vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, không được từ bỏ cuộc. Cắn lắc. Chết tiệt, tin báo lần này không chính xác, đành đợi cơ hội lần sau vậy. Chạy ra phía ngoài 5 dặm là an toàn rồi. Thiên hiên độc nhiễm lo cho ổ trứng mới sinh, sẽ không đuổi theo quá xa. Ây da, chuyện gì vậy? Đau quá. Đây là trận pháp trói buộc à? Chết tiệt. Lời người thúc à, đừng đánh nữa. Nếu như pháp này muốn chúng ta chết thì đâu có thể dễ giả trừ như vậy chứ. Chết tiệt, tiểu thư à, là ta đã hại cô. Lời người thúc, chuyện đã tới nước này, chúng ta nên phải liều tới cùng. Chứ dù chết thì cũng phải phế hại cái răng của con súc sinh này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một viên đạn. Tiểu thư cẩn thận. Đây là Vương Thắng. Xem ra ngắm trúng mắt là đúng rồi. Đợi mãi mới được. Người làm thế nào mà và cái lời hại quá. Quả nhiên đem theo người đúng là đúng đắn. À thôi vậy, để ta đem cái con đại xà. Đây là cái này đã khiến chúng ta không ra ngoài được à. Trận thạch được giấu ở đây. Thiên hiến độc nhiên dùng liên khí kích hoạt sẽ khởi động trận pháp trói buộc, chuẩn bị nhốt chết chúng ta ở đây. Ủa, người đã làm chuyện gì khiến cho trời đất giận dữ ư? Trường lão nhà người sao lại mong người chết đến như vậy? Lão người đầu điều tra cả nửa ngày, thêm một con hoang xa nữa mà người không biết ư? Các ngươi bị mù ư? Không hề biết có hai con. Hai vớ vẩn, một con mẫu xà mà sinh trứng được ư? Làm sao mà con phải có tới một con công xà nữa chứ? Ai... Đúng là một con công xà, hơn nữa còn mạnh hơn mẫu xà. Tứ trọng cảnh sơ kỳ 22. Có chạy được không? Nếu bọn họ có thể giở trò trong con xà này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua con xà thứ hai. Người vừa đánh bại con mẫu xà có thể dùng cách đó. Hoài không kịp nữa rồi, chạy mau. Thuốc nổ sơ 4. Mau nằm xuống. Bồi thêm cho một quả lựu đạn nữa. Mặt của nó bị thương rồi, chúng ta xông lên. Đồ ngốc, rắn không nhìn bằng mắt. Nó dùng bằng lưỡi kìa. Hồi tới chỗ mình rồi. Nguy rồi. Vương Thắng. Lão Nguyên Thúc, ông không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta không sao. Hơi. Có điều tiểu thư nhìn xem, Vương Thắng chắc chắn là không chịu được rồi. Cú đập đuôi bằng nỉ của nó thì chắc là... Vương Thắng. Nói ai vậy? Lão ngư đầu. Ai vô trâu éo ta đi à? Vương Thắng. À, cái gì vậy mà không bị sao ư? Cũng may mà có áo chống đạn định dịch thể, còn với động tác điều chỉnh thì cuối cùng cũng qua được rồi. Đây là tứ trọng cảnh thiên hiển độc nhiệm ư? Ý, có thể vào không gian nguyên hồn trực tiếp ư? Đây là cái gì vậy? Biến to rồi. Cười nghi ngất ra làm cái gì vậy? Thế là Chết nè. Ta đã đủ sức rồi. Vượt hoàng thôi.
Wow, lợi hại quá. Con lo kết cấu lồng mộ của mình làm quá cao chứ, không ngờ đã nó đã sắp đặt tới rồi. Ý, cô cá ngu ngốc. Vượt môn hoàng mà tông vào trụ. Hắn thích cái con xà này ư? Xem ra cách nghĩ cách cầu xin hắn nhường cho một ít cho tiểu thư. Ngươi mặc gì trên người vậy? Sao một cái đùi của Tiên Hiển độc nhiệm lại không làm ngươi bị thương? Ai nói ta không bị thương chứ? Xem nè. Trông cũng không giống thần binh lợi hạt khí gì. Nếu là ta thì chắc thịt nát xương tan rồi. Hắn chỉ bị bầm tím. Hắn có phải là người không? Tên Vương Thắng này rốt cuộc là ai vậy ta? Bị đánh cũng lợi hại như vậy. Lão ngư đầu, ban nãy ta sờ cơ thể của con Thiên Hiển độc nhiệm, có cảm giác là không gian nguyên hồn thay đổi, là gì vậy? Đó là lĩnh ngộ sau khi giết kẻ địch, thường gọi là kinh nghiệm, có hỗ trợ tù vi. Hai cổ năng lượng của mình chắc chắn không phải là gì hiểu như kinh nghiệm, chắc chắn là một thứ gì đó chưa biết. Lão ngư thúc, có chuyện gì khó nói có phải không? Xà là do ta giết, người là do người cứu. Mặc dù ta không thích, nhưng tí tế của hai con xà này có thể giờ cho chúng ta xử lý không? Tùy thôi, vốn dĩ thì ta giúp các người hoàn thành thí luyện. Có điều có chút thành ý thì càng tốt. Ngươi muốn gì? Hai con xà đó đáng giá 10.000 đồng vàng. Được, chia bình quân cho ta 3.000 là được. Ta lấy thêm 500 cân thịt xà. Tiền thể thì các người kiếm cho ta luôn một cuốn mật tịch quyền cước tu hành. Có thể dùng linh khí tấn công, có được không? Vương Thắng quả là hậu đạo. Còn kiếm chắc được của chúng ta một món tiền. Không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ, người có mấy khuyết hiệp? À, một thôi. Tiểu tử này cũng thật là kỳ lạ. Rõ ràng rất mạnh nhưng lại chỉ được xếp vào phế vật bất nhập lưu. Một thôi. Có thể nói là nguyên hồn vô dụng nhất. Có gì mà kiêu ngạo chứ. Sau đó thì Tống Lão Ngự rời đi tìm người tới chuyện thi thể của cô độc nhiệm. Vương Thắng và Tống Yên thì có tội đời ở đó. Vào trong xem có bảo vật nào khác không? Vật sống không bảo vật nhẫn trừ vật được. Đồ bị nhà các người lấy hết rồi. Mấy quả trứng này thuộc về ta nhé. Vương Thắng à, sao ngươi lại giết chết được hai con xà nhiêm đó? Vậy thì ta dùng lựu đạn rồi dùng súng bắn thì còn có những thứ này nữa nè. À thôi thôi thôi, người có hiểu được không vậy? Có nói thì người cũng không hiểu đâu. Sao vậy? Đói à? À không phải, phải ta... À, đúng là hết cách. Nè, đại tiểu thư, phần của ngươi nè. À cảm ơn, mấy mà con người già viết. Cái vấn đề ăn uống, bình thường đều là có... Lão thư, lão ngư thúc giải quyết, ta có biết làm. Ta chỉ biết ăn thôi. Ý? Tay nghề của ta cũng tạm tạm thôi. Mùi vị không tồi. Ồ. Thì sao có linh khí tốt hơn tu luyện mấy canh giờ. Ăn nó cũng hấp thu được linh khí, quá tốt rồi. Bây giờ ta đã có sức rồi. Chắc là gần được rồi. Ai ngu tập 2. Không phải chứ. Một tên nhị trong cảnh đỉnh phong, một tên tam trong cảnh trung kỳ cao thủ, lại giết chết được một con tam trong cảnh đỉnh phong và một con tứ cảnh trọng sơ kỳ huyền thiển độc nhị mưa. Cái tên phế vật đó cũng ở đây. Hắn thì làm được gì chứ? Bọn họ có phải là tìm được cao thủ nào rồi không? Cá chép vượt lòng mồm. Vương Thắng,
Tiền và công pháp ta xin nhận. Vậy ta đi đây. Người về cẩn thận, chúng ta hẹn gặp lại ở Tường Lâm Thành. Đi nhanh như vậy, không có gì muốn nói ư? Cổ vết chân, đuổi theo. Một thằng. Cái gì? Ý, xuống đấy rồi. Ây da, đau quá. Tôm tù, ngươi không sao chứ? Chỉ lầu tinh mang tử mà lại dám ra tay với đệ tử tình hành của Tống gia chúng ta, đúng là chán sống. Chúng ta đuổi theo. Khó đã, ngươi bị thương hay là... Thôi được, chúng ta về Thường Lâm Thành. Hắn phải trở về. Tình lúc đó chúng ta canh chừng hắn trở về trị thương trước. Định theo dõi ta. Mấy cái bẫy đó đủ cho các ngươi chích đòn rồi. Chỗ này linh khí lồng đậm, là một nơi tuyệt vời đó tu luyện. Cà chép của ta ơi, mau vượt Long Môn đi. Linh khí nồng đậm cộng thơm thịt nghi niễn, độc nhiều bồi bổ, tốc độ tu luyện của Vườn Thắng đã tăng lên cực nhanh. 3 ngày sau, ăn như hổ đói. Thời cơ đã tới rồi. Nào, vượt Long Môn. Kỳ này sẽ qua. Ta đã không ngu như 2 lần trước nữa rồi. Miễn hình. Và cá chép vượt Long Môn thành công rồi. Cái gì? Sao lại như vậy chứ? Không phải là nên là ngũ trảo kiềm lòng dài dài sao? Sao lại có hình tướng như thế này? Đây là Mãn vẫn tính hảo vọng hỷ thuồng, một trong những lòng sinh cậu tử. Đầu rồng thần cá cũng chính là nguồn gốc từ gà chép sau khi nhảy qua cửa rồng trong truyền thuyết, phù hợp với cái sự biến hóa của gà chép. Như vậy thì cũng được coi là nhất tinh nguyên hồn. Có điều lòng sinh cậu tử có phải là có thể biến thành cậu tử khác, hoặc là biến thành cự lòng thực sự? Trong khí hải mà cũng có sấm chết mây mù kéo tới nữa. Cái tình huống gì đây? Mười hai con đường. Lồn sinh cao tử, tại sao lại là 12? Cố đại thì Trung Quốc thì cậu khả là số ảo mà tổng hợp tất cả truyền thuyết. Có mãn vẫn, phụ khí, bề ngạn, bi khí, toàn nghệ, bồ lầu, trào phong, nhai trại, tàu ngụ, thao thiết, công phúc. Và tiền đồ chính xác là có 12 loại. Câu nói chính là nguyên hồn của ta ít nhất vẫn còn biến hóa 11 loại. Mà họ từng nói phẩm cấp của nguyên hồn là dựa theo sự biến hóa của số lượng nguyên hồn. Một lần thêm một sao, nếu như biến hóa 11 lần, thậm chí có thể đột phá cao nhất tới 9 sao. Thái cực quyền à? Ý? À, hình như thêm một kiếu hiệp nữa rồi. Có điều không chỉ như vậy, một kiếu hiệp của ta tương đương với 10 cái của người khác. Sao phải lo lắng chứ? Huống hồ đã đến nhất trùng cảnh rồi. Thì học công pháp sau này có thể sử dụng linh khí để công kích và phòng ngự rồi. Khán giả nào đây? Thì lực của ta hình như đã tăng thêm nhiều rồi. Khoảng cách 400 mét có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem ra đặc tính hảo vọng của vận mạng làm cho thị lực của ta cũng tăng cường. Thị lực tăng đối với một tay đánh lén như ta chính là sự trợ giúp có lợi nhất. 3 ngày sau, Thiên Vương Quyền, Vương Thắng chuyên tâm học
hành công pháp mới có được thương vương quyền. Đây là lúc quay về Thượng Lâm Thành rồi. Tên điên luyện quyền, đi cũng luyện, ăn cũng luyện. Các vị có việc à? Những người này là người của Tống gia, lúc trước gặp nhau ở trong thùng lũng. Nói rõ sự việc, đại tiểu thư cho mời cái gì mà cầu thủ giết tiếng ngoan độc nhiệm. Sau đó thì đem tiền và mà ngươi được thưởng từ chỗ đại lão tiểu thư mang ra đây. Huynh đệ mấy chúng ta chỉ có thể cho người một sự vui sướng. Nếu ta không nói, nói không thì sao? Người cái tên ngã ngựa không biết, từ đâu mọc ra cái tên phế vật không nhập lưu. Thật sự nghĩ rằng sẽ trở thành vị hồn phù của đại tiểu thư là thông thiên rồi ư? Một ngón tay. Bọn ta đều là tình anh nhị trong cảnh trở lên. Sẽ cho người có của ăn của để. Cái gì? Tại sao người biết sử dụng linh khí? Ngươi có biết cái gì gọi là nhân vật phản diện phải chết hay không? Còn có ai nữa? Đáng ghét. Lại dám động vào huynh đệ của bọn ta. Một răng vỡ nát. Ây da, chơi vậy ai chơi? Các ngươi đều là linh cao thủ, linh khí của ta tiến công vẫn chưa đủ thuần thục, chỉ lấy mạng tường bát, đừng có trách ta độc ác. Này, ngủ giống chết thật đấy. Ta sao thế này? Đi là đâu vậy? Hả? Ai vô cái tính rồi à? Tại sao lại tìm ta? Các người muốn làm gì Tống Yên? Không muốn nói thì cả đời này không cần nói nữa. Đừng có cùa nữa. Đừng có cùa, ta nói. Theo lời của Tống Tù là tam trưởng lão bảo bọn họ theo dõi của Vương Thắng. Giờ bọn họ coi thường Vương Thắng, nhưng tam trưởng lão lại vô cùng coi trọng Vương Thắng. Còn về chăm Tống Uyên thì là bởi vì Tống Gia Gia chủ đại đương đại phụ thân của Tống Uyên vào 10 năm trước chỉ huy nhất về tình anh Tống Gia, chiến lực gần 4 thành mất hết, làm cho thực lực của Tống Gia giảm mạnh, trở thành gia tộc lốt điểm cho ngũ đại gia tộc. Không ít trường lão đang cày táo rồi quay sùng, nội bộ gia tộc tranh chấp nghiêm trọng. 27. Được rồi, cũng đáng kể rồi. Ây, có thể tự mình lên, coi như là người mạng lên. Sau này đừng để ta thấy người nữa. Cứu mạng. Tam trưởng lão sẽ không tha cho người đâu. Tổng già, đệ tử ba người vô nhất sinh hoàng. Cổng thành thanh thượng lâm. Coi như đã trở về rồi. Vị huynh đài này có duyên gặp gỡ, có thể ngồi một lúc hay không? Vương công tử Vương Thắng. Người này không hề đơn giản. Là ta ư? Có gì đáng làm? Tây hạ là Lữ Ôn Hậu, tên với thiếu đồng của Ngự Bảo Trại. Mau muội đến là lại quá đường đột. Không biết Ngự Bảo Trại có thể cùng tiên sinh hợp tác hay không? Ngự Bảo Trại à? Đối thủ cạnh tranh của Bảo Khánh Dự Đường. Thú gì? Nói hay. Dưới mắt có việc làm ăn thì không biết có người có hứng thú hay không? Có hứng thú chứ? Đương nhiên là có hứng thú rồi. Vương công tử mời, chúng ta nói rõ trên xe. Mời ngồi. Wow, thật là xa hoa. Mời xem. Trứng của thiên hoang độc nhiệm vẫn còn sống. Không biết cái lỗ trứng rắn này còn có mấy quả. Wow, lợi hại như vậy ư? Đã nhìn ra rồi, không phải nhau hoàng bình thường. Tổng cộng có 8 quả.
Quả trứng này tính toán ra cũng 10 tiền vàng, 3 quả là 80. Chủ thượng đích thần ra mặt nói chuyện làm ăn là 80 quan tiền, 80 tiền vàng, truyền ra ngoài làm cái trò cười cho người khác. Buông ra. Không sao. Mua bán bất thành, nhân nghĩa tại, chúng ta lần sau hợp tác. À Vương Huynh, con đã 80 tiền vàng quá thật là mất mặt như quần hình độc quân huynh à. Nhưng quả trứng rắn này ta mua 800 tiền vàng. Tiểu già vẫn không đủ, tăng tới 10 lần nữa. Vẫn không thể làm ta quay đầu. Nước chảy đá mòn mới là vụ buôn bán tốt. Thành giao. Tiền vàng Vương Huynh à, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Ta không hiểu lúc nãy Vương Huynh nói là có thể kiếm chút đạo lý gì. Xin Vương Huynh không tiếc chỉ giáo. Thông thường thì ngươi bắt được ấu xà, bình thường sẽ làm công dụng gì? 8.000 tiền vàng vốn gì là cái giá của một quả trứng rắn, khẳng định là một sản nghiệp. Thế là Vương Thắng từ vũ khí tôi độc đến hiện đại tự cắn để lấy độc pháp, bảo tồn xà độc, lại đến công dụng của xà độc bao gồm nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, nghiên cứu ra chế tạo ra thống tệ huyết dược. Đây là toàn bộ giá trị đằng sau của những quả trứng rắn này. Nói cái phương thuốc mà các nhà bác học đã nghiên cứu xà dược cho thuốc giải này thí nghiệm này đi đâu tìm được người nguyện ý bị răng cắn chứ. Ta còn có lấy xà độc giảm đầu, bị rắn độc cắn rồi thì làm gì còn có đường sống chứ. Người là đang giết người hay là cứu người? Ai, các người không đi tìm chuột bạch chứ? Khỉ thì thử cái gì? Mà người nhà người thì hèn hạ như vậy, con có độc giảm đầu đương nhiên sẽ cần nhiều lượng phù hợp rồi. Để ý sư và thầy liền đã các người chăm chăm từng chút thử đi. Muốn ăn mà cũng không có độc, mỗi bữa ăn 10 cân, không làm chết thì cũng mặn chết người rồi. Hay tức quá tức quá. Những quả trứng rắn này ở đâu? Rõ ràng là một viên hoàng kim. Nhà đầu xấu xí thì cần đọc thêm sách. Đồ vật không hiểu nhiều thì quá rồi. Đừng có hơi tí là coi thường người khác. Vẫn học hành nhiều vào. Người nói ta xấu. Ai, ta đùa thôi. Ngươi có là thật ư? Quả nhiên là trẻ còn không biết đùa. Được rồi, Linh à, Linh gì à, ngươi là đại mỹ nữ, với quần huynh đệ đấu khẩu thì ngươi kém xa rồi. Việc làm ăn này cảm ơn quần huynh đã chỉ điểm. Ta tạm nói là vậy, vẫn còn ngươi đầu tư đại lượng. Nhân vật lực chế tạo 8.000 tiền vàng, nửa bán nửa tặng, coi như là lần đầu hợp tác. À đâu có đâu có, ta là ngự bảo trại kiếm lớn rồi. Lớn mố vẫn còn một chút quà nhỏ muốn tặng, coi như là cảm tạ Vương Huynh đã chỉ điểm. Đây là bốn cái này là sát thủ của đế già, nhân phái đến giết Vương Huynh. Trùng hợp đụng trúng người của ta, coi như là giảm đi cho Huynh một phiền phức. Vậy thì đã tạ rồi. Có điều bọn họ vẫn còn có một người không ở cùng, không biết đã đi đâu. Không giúp Vương Huynh xử lý sạch sẽ, tất sự xin lỗi, Vương Huynh nhất định phải cẩn thận. Anh nói hay, biết mà không tìm ra, sao có thể chứ? Muốn giữ một người đó ta tự giải quyết, võ hóa này để một mình ta gánh, cũng coi như là thông minh, không hổ là người làm ăn. Lợi hại, bởi vì có liên quan tới mạng vẫn, thậm chí mắt của mình có thể nhìn ra một chút tinh khí của con người. Ây dô, cô gia mời vào. Trong tiểu viện có người. Muốn tính mạng của ta, chỉ sợ không phải con mối sát thủ của đứa già. Trong phòng của Vương Thắng, đệ tử già đã nói, ta phải đích thần đi lấy cái mạng chó của Vương Thắng. Vào rồi.
Cái gì? Sao người có thể phát hiện ra ta? Chết rồi, rơi vào trong mắt rồi. Đây là một hồ tiêu.